Hello, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Việt Nam. Quay trở lại với video cùng em An anh chị nha. Chúc cả nhà một buổi sáng, một tuần mới thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng anh chị nha. Cũng như là chúc anh chị mình có một cái tuần giao dịch thật là hiệu quả và thành công. Thị trường của chúng ta thì cái tuần vừa rồi, phiên 3 phiên cuối tuần thì thị trường của chúng ta cũng có những nhịp rung lắc điều chỉnh. Và hiện tại thì cũng đã về đến vùng 1270 rồi. Đó, một cái vùng mà chúng ta chia sẻ rất nhiều, một cái vùng hỗ trợ rất là tiềm năng anh chị nha. Thì chúng ta sẽ đi phân tích kỹ hơn ở trong cái video này, cũng như là ở trong cái video ngày hôm nay thì em An sẽ gửi tặng anh chị một cổ phiếu ngân hàng và một cổ phiếu trong nhóm chứng khoán. Hai cái cổ phiếu có những cái điểm mua và có những cái dư địa tăng nó sẽ rất là tốt ở trong giai đoạn tới anh chị nha. Anh chị mình hãy cố gắng theo dõi hết cái video này anh chị nhá. Và anh chị cũng đừng quên là ủng hộ cho em An một lượt like, cũng như là những cái trái tim ở dưới phần bình luận để tăng người tương tác cho video anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi thì thị trường anh chị, như anh chị cũng đã thấy ở trong tuần vừa rồi thì với phiên ngày thứ sáu thì VN-Index của chúng ta giảm 7,5 điểm anh chị nha, và hiện tại đang đóng cửa mức 1270,6 rồi. Đấy, cái vùng này thì nó là một cái vùng cân bằng của VN-Index ở trong khung daily, đúng không ạ? Đây, một cái vùng cân bằng của VN-Index ở trong khung daily. Đó, đây sẽ là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh ở trong ngắn hạn anh chị nha. Chúng ta sẽ có vùng 1270, hoặc nếu ví dụ có nhúng sâu hơn anh chị nha thì anh chị cũng thấy ngay cái vùng mây rất là dày bên dưới này rồi. Tức là chúng ta sẽ có một cái vùng hỗ trợ ở thời điểm hiện tại là một cái vùng hỗ trợ rất mạnh mà ngày hôm nay chị có thể tham gia được với các cổ phiếu, đấy là vùng 1260 đến vùng 1270. Đấy, và bây giờ đang ở 1270,6 rồi anh chị nha. Cái biên độ 10 điểm trong thời điểm hiện tại trong cái vùng hỗ trợ này nó là một cái vùng hỗ trợ rất mạnh, và anh chị mình hoàn toàn có thể yên tâm tham gia vào thị trường. Đó anh chị nhá, hoàn toàn có thể yên tâm. Đấy, anh chị thấy là những cái nhịp mà nó test lên, nó hồi phục lên vùng 1300, sau đấy thì có cái nhịp mà rung lắc test xuống, nó là một cái điều hoàn toàn bình thường, đúng không anh chị? Nó là một cái điều hoàn toàn bình thường thôi. Đấy, lên đây thì nó cần phải có những cái nhịp rũ bỏ, đúng không ạ? Hồi phục từ những vùng 1240 lên vùng 1300 rồi. Đấy, nó sẽ cần phải có những nhịp rũ bỏ, cần phải có những nhịp mà tái tích lũy lại. Sau đấy thì nó sẽ có cái cơ hội vượt cái vùng 1300, đúng không ạ? Vừa 1300, 1306 để hình thành một cái sóng tăng ở trong giai đoạn tới. Cái này thì chúng ta cũng chia sẻ khá nhiều, và cái việc mà nó rung lắc xuống thì nó là một cái điều hoàn toàn bình thường. Nhìn nhá, anh chị nhìn thấy VN-Index của chúng ta đã có một cái vùng tích lũy cũng rất là lâu rồi. Từ tháng 3 rồi, bây giờ đang đến tháng 10 rồi, khoảng 6 đến 7 tháng rồi. Đó, 6 đến 7 tháng rồi anh chị nha, một cái vùng tích lũy rất là một cái vùng tích lũy, một cái vùng gom hàng rất là dài, rất là lâu rồi. Đấy, cho nên là ở trong những cái thời điểm hiện tại khi mà thị trường vẫn còn đang trong những cái vùng tích lũy như này thì đấy là những cái thời điểm mà anh chị mình nên tìm kiếm, nên lựa chọn những cổ phiếu để anh chị mình tham gia. Đó, tất nhiên thì anh chị nhìn thấy về các cái nhóm ngành ở thời điểm hiện tại thì về mặt lan tỏa dòng tiền thì chúng ta chưa có nhiều sang các nhóm ngành khác. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta luôn luôn ở trong những cái giai đoạn vừa rồi luôn luôn nói với anh chị là chúng ta tập trung vào ngân hàng, tập trung vào chứng khoán, đúng không ạ? Với các cổ phiếu trong nhóm chứng khoán thì chúng ta đã mua được MBS full hàng rồi, đúng không ạ? MBS chúng ta đã mua full hàng, bây giờ chúng ta cứ cầm thôi. Chúng ta mua từ những cái vùng giao găm bên dưới này, vùng 26, 27 rồi. Đấy, BVS chúng ta cũng mua ở quanh vùng 38, 39 rồi, đúng không ạ? Đó đều là những cái vùng giao găm hết rồi. Đấy, bây giờ thì anh chị mà có hàng rồi chúng ta tiếp tục cầm thôi. Đấy, anh chị nào mà chưa có hàng thì canh những cái nhịp rung lắc này để mua. Đó, những cái nhịp mà lên đây thì anh chị mình hỏi rất là nhiều và tìm kiếm cái điểm mua rất là nhiều. Đấy, nhưng mà ở trên này thì nó là những cái vùng đỉnh ngắn hạn rồi. Đấy, thì chúng ta cũng không thể có nhiều cái điểm mua được, mà chúng ta bắt buộc phải đợi nó có những nhịp rung lắc xuống. Đó, thì khi mà nó rung lắc xuống ở những thời điểm hiện tại đây thì nó sẽ là những cái cơ hội để cho anh chị mình tham gia, đúng không ạ? Ở trên anh chị mình còn hỏi, còn tham gia, còn còn hỏi mua, đúng không ạ? Thì không có lý do thì khi nó chỉnh xuống những vùng bên dưới này, rất nhiều cổ phiếu nó chỉnh vào những vùng hỗ trợ rất là đẹp mà chúng ta lại không mua cả, đúng không ạ? Và dòng tiền bây giờ thì nó đang tập trung vào ngân hàng, đang tập trung vào chứng khoán, cho nên chúng ta cũng tập trung đi theo dòng tiền anh chị nhá, cũng sẽ tập trung đi theo dòng tiền. Anh chị nào mà chưa có hàng thì
canh những cổ phiếu ngân hàng mà nó vừa có những cái tín hiệu phá vượt những cái vùng tích lũy ở trong trung dài hạn và nó hình thành một cái sóng tăng mới để anh chị mình có thể tham gia vào, đúng không ạ? Còn chứng khoán thì cũng canh những cái cổ phiếu mà nó đã bứt phá được nền hoặc những cổ phiếu mà kênh trên đấy để chúng ta tham gia vào anh chị nhá. Hãy cứ tập trung theo đi theo dòng tiền và tập trung vào những cái cổ phiếu khỏe ở trong các cái nhóm ngành mà nó đang được dòng tiền quan tâm đến đó, và cụ thể thì là ngân hàng và chứng khoán anh chị nha. Đó thì đấy là về thị trường hiện tại, chúng ta có những vùng hỗ trợ 1260 1270 này, rồi bên dưới chúng ta sẽ còn cái vùng 1235 đến vùng 1240. Đây là hai cái vùng hỗ trợ cực kỳ mạnh của thị trường, và thị trường của chúng ta chỉ xấu khi nào nó gãy luôn cái vùng 1235 thôi, nhưng mà cái kịch bản cái xác suất này nó rất thấp anh chị nha. Đó, cho nên là anh chị mình cứ yên tâm tham gia ở những cái vùng hiện tại, nó là những cái vùng hỗ trợ rất mạnh anh chị nhé. Đó, hỗ trợ Kizun rồi bên dưới có mây dày nữa, cho nên là cứ yên tâm để anh chị mình tham gia, nhưng mà cố gắng tham gia vào các cái nhóm ngành mà nó đang thu được dòng tiền và tham gia vào các cổ phiếu khỏe ở trong cái nhóm ngành đấy anh chị nhé. Rồi ok, thì đấy là về thị trường. Đó. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu với anh chị ngày hôm nay hai cái cổ phiếu anh chị nhá, một siêu cổ phiếu trong nhóm ngân hàng và một siêu cổ phiếu trong nhóm chứng khoán đó, để chị mình có thể là tìm kiếm những cái điểm tham gia ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Đó, dự kiến là chúng ta cũng kỳ vọng có những nhịp rung lắc ở trong đầu phiên để chị mình có thể tham gia nha. Đấy, đầu tiên là cổ phiếu ngân hàng, thì hiện tại chúng ta đang có một cổ phiếu là TPBank anh chị nha. Đó, TPBank thì nó đang có bắt đầu có tín hiệu mở khách sạn rồi, vùng 16.5 anh chị nhá. 16.5. Đây là cái vùng mà anh chị sẽ đợi để mua với TPBank nha. Đó, những nhịp rung lắc về vùng 16.5 thì là những cái nhịp mà nó test lại những vùng đỉnh ngắn hạn, những cái vùng đỉnh ở nhịp vừa rồi như này anh chị nhá. Những nhịp đỉnh của nhịp tích lũy vừa rồi. Đấy, TPBank. Đó, cổ phiếu đầu tiên. Anh chị nhá, 16.5 là một cái điểm mua rất đẹp cho anh chị nếu anh chị nào chưa có cổ phiếu ngân hàng. Đó. Target chúng ta thì sẽ vẫn còn tương đối là lớn nha. Target chúng ta sẽ vẫn còn tương đối là lớn anh chị nhá. Đấy, nó đã vượt những vùng đỉnh ngắn hạn đây rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ hướng tới những vùng đỉnh ở trên những cái vùng đỉnh lịch sử, đúng không ạ? Những cái vùng đỉnh đây đã vượt hết rồi, vừa vượt hết một cái vùng đỉnh ở đây anh chị nhá. Đó, chúng ta sẽ hướng tới trong trung dài hạn, ta sẽ hướng tới vùng 22 này. Đó, tức là một cái cổ phiếu mà mang lại cho chúng ta cái mức lợi nhuận đâu đó là cũng khoảng tầm 30%, đúng không ạ? 30% cũng rất là ok đúng không anh chị? Đấy, sóng ngân hàng đã có rồi, dòng tiền đã vào rồi thì cứ mạnh dạn, cứ tự tin anh chị nhá. Đấy, TPBank hoặc là MSB cũng rất là ok nhá. Đấy, anh chị có thể chọn lựa một trong hai cổ phiếu này. MSB anh chị có thể mua ngay vùng 12.3 ở đây. Bây giờ 12.65 đúng không ạ? Test về 12.3 là chị mình bắt đầu có thể tham gia được rồi, rất là ok rồi. Đấy, nó cũng đã vượt những cái vùng nền ở trong vùng nền tích lũy cũng rất là lâu rồi, có những cái nền tảng giá rất là dài, rất là tốt rồi. Đó anh chị nhá, những nhịp mà test lại xuống đấy là anh chị hoàn toàn có thể tham gia được. Đấy, thì anh chị có thể là chọn lựa một trong hai cổ phiếu đấy anh chị nhá. Cái còn chứng khoán thì chúng ta sẽ vẫn ưu tiên vào cổ phiếu đã vượt đỉnh lịch sử anh chị nhá. Nó sẽ là MBS. Đó, những cái nhịp mà nó quay lại test những vùng cân bằng đây, vùng 30 đúng không ạ? Quanh vùng 30 30 30.5. Đấy là những cái vùng mà anh chị mua nó rất là đẹp rồi. Đó anh chị nhá, đấy là những vùng anh chị mua nó rất là đẹp khi nó quay lại test đỉnh cũ. Đấy, còn ví dụ anh chị nào chưa có một chút hàng nào thì cái vùng 30 31 anh chị cứ giải ra mua. Anh chị nhá, cứ giải ra mua. Đó, để chắc chắn chúng ta có gọi là chắc chắn là chúng ta mua được cổ phiếu. Đấy, vùng anh chị cứ chia tỷ trọng ra để anh chị giải mua quanh vùng 30 31 đấy, là em nghĩ là những cái vùng mà cũng rất là an toàn rồi. Đó anh chị nhá, những cái cổ phiếu mà nó đã xác nhận vượt đỉnh lịch sử rồi ấy, thì ở trên nó sẽ không còn kháng cự nào nữa. Đấy, và những cái nhịp test lại là những cái cơ hội để cho anh chị mình tham gia. Đó anh chị nhá. Rồi ok, thì đấy là hai cái siêu cổ phiếu ngày hôm nay mà em đang chia sẻ với anh chị ở trong hai cái nhóm ngành mà đang được dòng tiền lựa chọn là ngân hàng và chứng khoán anh chị nhá. Đó, chúc anh chị mình có những kết quả đầu tư thật là tốt với những cổ phiếu mà em An vừa chia sẻ, và hy vọng rằng là những cái góc nhìn, những cái view ở trong video chia sẻ về nhận định thị trường trước phiên giao dịch của em An cũng sẽ mang đến cho anh chị những cái góc nhìn thật là khách quan và
có những cái sự chủ động ở trong cái quá trình giao dịch của anh chị nhé. Nếu như mà anh chị đang cần tìm một người đồng hành thì anh chị đừng quên liên hệ với em An qua số điện thoại 0386 329 392 anh chị nha. Anh chị chỉ cần có một tài khoản ở SSI với ID của em An là 2770 đó, hoặc là ở bên GenStop, một đơn vị cung cấp cái đòn bẩy tài chính sức mua nhân năm anh chị nha. Đó, sức mua của anh chị sẽ được nhân năm, ví dụ anh chị có 100 triệu thì cái sức mua nó sẽ nhân lên được thành 500 triệu đó. Thì anh chị mình nếu mà có nhu cầu sử dụng thì anh chị mình inbox cho em An anh chị nhé, liên hệ với em An và em An sẽ đồng hành và hỗ trợ cũng như là add anh chị vào trong trong room tư vấn của em An này, cũng như là hướng dẫn anh chị sử dụng cái app chứng khoán ITP với gói VIP hoàn toàn miễn phí anh chị nha. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị.